Với một cái công nghệ phát triển như bây giờ thì những cái loa được thiết kế bé và nhỏ gọn như thế này thì nó có đáp ứng được như những cái dòng loa lớn này hay không? Và để nó đáp ứng được như những dòng loa lớn lớn này thì đòi hỏi thì kinh phí để mà đầu tư cho một chiếc cặp loa nhỏ như thế này giá thành của nó cũng cao hơn. Chào tất cả mọi người, thì chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và cũng như là chia sẻ tới mọi người chúng ta một vài vấn đề trong vấn đề khi chúng ta lựa chọn loa lớn và loa nhỏ. Trước mặt mọi người đây là một chiếc loa lớn của JBL 4010G2, và phía bên tay trái của mình đây là một chiếc loa rất là bé, dòng loa SE Audio Technique IC34. Thì theo với cái quan niệm của mọi người chúng ta từ trước tới giờ thì cứ loa lớn thì là âm thanh dày, âm thanh lực mạnh, còn loa nhỏ thì là âm thanh bé, nhỏ, mỏng. Thì đó là cái quan niệm từ trước tới giờ thì cũng là cái đúng. Thì tất nhiên là loa lớn thì theo một cái vật lý tự nhiên thì cụ bass nó lớn này kia, cái áp lực âm thanh nó cho ra nó sẽ lớn, nó sẽ dày hơn so với loa nhỏ. Đó là vấn đề đúng, không có sai. Còn với một cái công nghệ phát triển như bây giờ thì những cái loa được thiết kế bé và nhỏ gọn như thế này thì nó có đáp ứng được như những cái dòng loa lớn này hay không? Và để nó đáp ứng được như những dòng loa lớn lớn này thì đòi hỏi thì kinh phí để mà đầu tư cho một chiếc cặp loa nhỏ như thế này giá thành của nó cũng cao hơn. Thì ok, cao cũng chấp nhận thôi. Bởi vì sao? Bây giờ là ăn ngon mặc đẹp, cái tinh tế một ngày càng cao hơn, cái thẩm mỹ này kia cũng cần nhu cầu cao hơn rất là nhiều so với hồi xưa. Hồi xưa thực chất chỉ cần có một cặp loa là ok lắm, là mọi người thích lắm rồi. Đó, còn bây giờ thì đòi hỏi nghe hay, còn nó đòi hỏi phải nhỏ, đòi hỏi phải gọn đẹp, thì đó là vấn đề sự khác biệt của hồi trước và hồi nay, đó là sự khác biệt. Vì thế cho nên là công nghệ mỗi ngày một phát triển, nhà hàng đã thiết kế thêm ra những cái dòng loa có những cái size kích thước nhỏ như thế này, nhưng mà cũng đáp ứng được cái công suất cũng như là độ dày và độ áp lực âm thanh cũng khá là tốt so tương tương ứng như những dòng loa lớn như thế này. Vậy tại sao mà không dùng những dòng loa lớn như thế này, đi đi dùng những dòng loa nhỏ để làm gì? Cái điều mà cần thiết bây giờ là ví dụ như những cái căn phòng mà nhu cầu khách hàng muốn là đặt cái loa vào nó phải đẹp, nó phải tinh tế, nó phải nhỏ gọn, nó không được chiếm một diện tích của căn phòng. Cái nhu cầu đó bây giờ rất là cao. Bây giờ họ không có muốn những cái cặp loa quá lớn, quá cồng kềnh đi, làm cho nó bị xấu cái view căn phòng, làm cho nó chiếm diện tích cồng kềnh của căn phòng. Cho nên là các cái hãng bây giờ họ đã thay đổi và chuyển ra những cái dòng loa bé và nhỏ như thế này để phù hợp cho những cái nhu cầu của khách hàng đó. Tuy nhiên thì nó nhỏ, nhưng mà thực chất thì bây giờ mình sẽ cho mọi người chúng ta xem cái thông số của hai dòng loa này luôn. Thì đây là thông số của loa JBL mọi người ha. Công suất của chiếc loa lớn này, công suất đâu đó là 300W và decibel của nó đạt là 95 decibel. Còn chiếc loa bé và nhỏ gọn như thế này thì công suất của nó là 200W và decibel của nó đạt là 94 decibel. Đó, chỉ thua có 1 decibel thôi. Còn nếu như chúng ta muốn công suất lớn hơn nhưng mà cũng nhỏ gọn như thế này thì chúng ta có thể lựa chọn IC38, thì nó sẽ cao hơn một chút thôi, nó cao gấp đôi cái này này, nó cao hơn nó khoảng tầm 80 phân gì đó mọi người, cái độ cao á, nhưng mà cái bề rộng của nó cũng nhỏ gọn như thế này thì nó sẽ đáp ứng được công suất và cường độ âm thanh cũng lớn như những cái dòng loa lớn này thôi. Thì đó là về cái công suất. Rồi bây giờ mình sẽ nói cho mọi người về cái chất âm của nó thì sẽ như thế nào. Về thực chất thì chất âm thì chúng ta phải nghe thì chúng ta đánh giá được, chứ mình nói thì cũng không được khách quan cho lắm đâu, và cho nên mình sẽ nói sơ lược qua thôi. Bây giờ với cái công nghệ phát triển, nhà hàng đã thiết kế ra những cái loa tuy nó rất là nhỏ, rất là gọn, nhưng mà cái áp lực âm thanh và cũng như cái độ dày của âm thanh nó rất là tốt, chứ nó không như hồi xưa đâu mọi người. Và thực chất hồi xưa họ cũng chưa có thiết kế ra những dòng loa như thế này đâu. Đó, gần đây thì rất nhiều nhà hàng đã cố tình và thiết kế ra những dòng loa nhỏ gọn như thế này. Về cái công suất của nó cũng đáp ứng rất là lớn và cái độ bền của nó cũng rất là lớn, đặc biệt là cái dòng loa SE này, cái dòng loa MS3 sát mọi người, thì dòng đó Thiên Vũ đã bán cách đây đâu đó là khoảng tầm là 4 năm rồi mọi người. Sẽ đánh giá rất là tốt về cái vấn đề là chất âm, cái độ áp lực âm thanh và cái độ bền của nó cho ra cũng rất là ghê luôn mọi người. Những cặp loa được sử dụng cách đây là 4 năm và cho tới nay khi qua để mà xem và để đôi khi qua như khách hàng xem qua test lại cho khách hàng chút, khi nghe lại thì cái
cái độ suy hao của nó cũng rất là ít. Chung hầu như phải thật hết sức để ý thì chúng ta mới phát hiện ra được cái độ suy hao của nó, thì chứng tỏ được rằng là nó nhỏ nhưng mà với công nghệ phát triển như bây giờ thì nhà hãng thiết kế rất là hay. Đó, nó rất là bền về cái độ bền và cái độ chịu lực, và cái áp lực âm thanh của nó cũng vậy, rất là bền, nó cũng chẳng có thua gì những cái loa lớn như thế này. Đó là mình nói về cái độ bền và áp lực của âm thanh. Và cái công suất của nó cũng vậy, nó rất là lớn, tuy nó rất là nhỏ nhưng mà công suất của nó đạt đâu đó là tầm 300-400W. Như dòng IC38 thì công suất của nó đạt ở đó là 400W, và cái FBL của nó đạt ở đó là 96 dB, nói chung là cũng khá lớn. Nó còn lớn hơn cái FBL của dòng loa JBL, dòng loa lớn này. Thì để chúng ta thấy được rằng là cái công nghệ một ngày một phát triển, cái sự thay đổi của nó như thế nào. Còn về cái chất âm thì mình rất mong mọi người chúng ta có thời gian chúng ta sẽ ghé để chúng ta trải nghiệm thử xem là với những cái thiết kế nhỏ gọn như thế này, chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận xem là cái độ chi tiết và cái độ dày, cái độ áp lực âm thanh của nó có thua gì những cái dòng loa lớn này hay không. Đối với mình nghe ở ngoài và mình lắp từ mấy năm nay, mình lắp cũng rất là nhiều, thì mình nghĩ là nó chẳng có thua đâu mọi người. Vì cái độ bền cũng vậy, nó rất là bền, nói chung thật chất nó rất là trâu bò mọi người. Đó, thì đó là cái hay của công nghệ phát triển là như vậy. Và clip sau thì mình sẽ quay và test thực tế để mọi người chúng ta sẽ nghe và chúng ta cảm nhận xem là cái sự khác biệt của những dòng loa được thiết kế nhỏ gọn và những dòng loa đứng này thì nó có khác biệt như thế nào, để mọi người chúng ta cảm nhận, chúng ta so sánh mọi người ha. Để tránh vấn đề là chúng ta cứ quan niệm là loa lớn là âm thanh nó dày, nó lực, còn loa nhỏ thì âm thanh nó không có đạt được, âm thanh nó mỏng, nó không ok được như những dòng loa lớn. Thì để chúng ta cũng nên nên nghe, chúng ta cũng nên trải nghiệm, chúng ta sự thử so sánh xem là nó như thế nào. Và tốt hơn nữa thì mình rất là mong mọi người chúng ta có thời gian chúng ta ghé bên mình để chúng ta trải nghiệm, chúng ta nghe thử, chúng ta test này kia thực tế, thì khi đó thì chúng ta sẽ khách quan hơn, đánh giá một cách khách quan và ok hơn. Và clip thì mình sẽ dừng tại đây, thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.